Em xin giới thiệu, đây là bếp ga hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Model là Rinnai KGE31. Kích thước của bếp như sau: chiều ngang là 56 cm, hậu sâu 42 cm và chiều cao là 20 cm. Hàng em bán ra đảm bảo nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok cho mình sử dụng nha, và được bảo hành 6 tháng. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn trực tiếp cho mình, hoặc vào Zalo vẫn là số này luôn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code thì cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Còn nếu mình chuyển đủ 100%, em sẽ bao luôn phí ship cho mình. Khi các anh, các chị nhận hàng sẽ không thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Bếp ga hàng nội địa Nhật được thiết kế 2 bếp nấu và 1 bếp nướng, rất là tiện cho mình sử dụng hàng ngày. Mình vừa nấu đồ ăn phía trên và nướng thức ăn ở phía dưới, đảm bảo đồ ăn được chín cùng lúc và tiết kiệm thời gian cho mình. Ở bên này là mình bỏ pin vào, một cặp pin như vậy có giá từ 13 đến 15 ngàn tùy hiệu tùy nơi bán nha. Thì mình sau khi mình bỏ pin vào thì mình mới đánh được lửa. Bên em thì không khuyến khích xài pin sạc. Các anh các bác nào thích xài thì mình cứ đầu tư thôi nha. Còn riêng bản thân em thì thích xài những pin chính hãng như vậy. Bây giờ em sẽ test lửa cho mình xem nha. Bếp nấu thì có hình ngọn lửa, còn bếp nướng thì sẽ có hình con cá như vậy. Bếp ga hàng nội địa Nhật. Đây là bếp mặt men, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Giá thành của bếp thì nó dao động theo cái chất liệu làm nên bếp. Giả sử bếp sơn tĩnh điện nó sẽ rẻ tiền hơn bếp ga mặt men. Bếp ga mặt men nó sẽ rẻ tiền hơn bếp ga mặt kính cường lực. Tùy nhu cầu mà mình chọn bếp để phù hợp với kinh tế của gia đình và nhu cầu sử dụng hàng ngày nha. Và phía dưới em sẽ kéo cái hộp này ra. Đây là cái dĩa bếp nước. Bếp nướng và bếp nấu hoạt động ok. Bếp ga hàng nội địa Nhật có nhiều chức năng ưu việt mà hầu như bếp thị trường của mình không sản xuất được những chức năng này. Đó là chức năng sensor cảm ứng nhiệt. Phía trên này là nó có hai cái sensor. Khi mà nó cảm nhận được nhiệt độ quá ngưỡng cho phép, nó sẽ ngắt ga, khóa ga hết, đảm bảo tiết kiệm ga cho mình sử dụng hàng tháng, dẫn đến tiết kiệm chi phí cho gia đình mình và chống cháy nổ, an toàn tuyệt đối cho mình sử dụng. Khi mà mình quên đặt nồi niêu xoong chảo lên bếp nè, đang nấu mà gió thổi lùa qua nó tắt lửa nè, đang nấu thức ăn mà nó trào nước xuống làm tắt lửa trên bếp nè, hoặc là mình hâm đồ ăn hay mình kho chiên xào gán nha, mà mình bận công việc mình quên tắt lửa đi, nó sẽ gây ra khét nè. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến chảo, nồi và ảnh hưởng đến thức ăn, ảnh hưởng đến bếp, thì nó sẽ cảm ứng được cái nhiệt độ quá ngưỡng cho phép, nó sẽ ngắt lửa, khóa ga an toàn. Đầu tiên ngắt lửa, khóa ga an toàn để mà tiết kiệm ga cho mình, không gây giờ gỉ ga. Cái thứ hai là không gây cháy khét cho thức ăn. Khi mà mình hâm thức ăn á mà cạn nước trên nồi thì nó gần khét đi. Cái sensor này nó sẽ quy tắc, nó phát huy tác dụng, nó thấy cái nhiệt độ nó nóng quá, nó gần khét thức ăn thì nó nhiệt độ nó lên cao, thì nó sẽ ngắt lửa luôn, làm cho thức ăn mình không có cháy khét đáy nồi. Đó là chức năng an toàn và tiết kiệm cho mình mà hầu như chỉ có hàng Nhật mới sản xuất được cái sensor này trên bếp ga nha. Bây giờ em quay gần ngoại hình cho mình xem. Bếp mặt men dễ lau chùi do nó có cái lớp trắng men bóng như vậy, chỉ cần mình dùng khăn ẩm sau khi nấu nướng xong mình lau sơ qua là nó sạch lại rồi, rất là tiện vệ sinh khi mình nấu nướng xong. Bây giờ em quay ngoại hình xung quanh cho mình tham khảo nha. Bếp ga thì có nhiều giá lắm, từ 1 triệu ngoài, 2 triệu, 3, 4 triệu, 5, 6 triệu tùy nhu cầu mà mình chọn bếp để phù hợp với gia đình mình nha. Vậy là em đã test chức năng trên bếp nè, quay ngoại hình cho mình xem tham khảo luôn rồi. Bây giờ em xin kết thúc clip nha. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em để em tư vấn cho mình chọn một cái bếp ưng ý.